Thời gian qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện việc di dời đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ từ trung tâm thành phố Đồng Hới ra khu vực ngoại ô. Sau thời gian thi công, đến nay Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, phát sóng AM. Việc đưa vào vận hành đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ đã cụ thể hóa chủ trương của Đài Tiếng Nói Việt Nam không phát triển các đài phát sóng trung và sóng ngắn công suất lớn tại trung tâm các đô thị lớn mà chuyển đổi sang các khu vực khác phù hợp với điều kiện từng khu vực. Dự án nâng cấp di dời cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị phát sóng phát thanh tại đài phát sóng phát thanh Đồng Hới do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực phủ sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ra khu vực biển đảo Bắc Trung Bộ của Việt Nam, nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh khu vực Bắc Trung Bộ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình, quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình Việt Nam, quy hoạch phát triển Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự án được xây dựng trên diện tích 9,4 ha tại địa điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình giao ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư hơn 168 tỷ đồng. Từ nay thì chúng ta đã có một cái cơ ngơi phát sóng mới rất là khang trang với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ đảm bảo phát sóng hai cái hệ chương trình là VOV1 và VOV2 phủ sóng khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực biên giới phía Tây của nước ta giáp với nước Lào. Cách đây 22 năm, đài phát sóng phát thanh Đồng Hới, nay là đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ, chính thức phát sóng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phủ sóng khu vực Bắc miền Trung. Đến nay, đài phát sóng kênh thời sự VOV1 trên tần số 630 kHz và phát sóng kênh văn hóa xã hội VOV2 trên tần số 729 kHz. Mở rộng tầm phủ sóng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân khu vực phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chúng tôi tin rằng là với cái việc khánh thành đài phát sóng Bắc Trung Bộ để phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền của Đảng, nhà nước, để mà tăng cường hơn nữa cái năng lực phủ sóng các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có kênh thời sự VOV1 và kênh văn hóa xã hội VOV2. Đồng bào của chúng ta ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là ven biển Bắc Trung Bộ thì sẽ được tiếp cận nhiều hơn nữa tới các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc đưa vào vận hành đài phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ đã rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các địa phương, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, qua đó góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách mạng, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Mặc dù vô cùng những cái khó khăn từ dịch bệnh Covid rồi thì cái thời tiết ở trong ngày khi thi công vô cùng khó khăn, mưa liên tục kéo dài nhiều tháng trời, địa bàn địa hình thì sụt lún, đặc biệt là cái vấn đề là cái đền bù giải phóng mặt bằng, và phải kiên quyết vượt qua mọi khó khăn làm ngày làm đêm thì đến cuối 23 tháng 12 năm 2023 thì mới bắt đầu đưa phát sóng được. Và từ đó đến nay coi như là thời gian phát sóng thử nghiệm. Và hiện nay thì chúng ta mới là cái công bố chính thức đối với công chúng cũng như là các cái đơn vị có liên quan chính thức là khánh thành ngày hôm nay.